Fan nữ hot nhất World Cup 2022 mang sắc màu Croatia tới Đức. Người đẹp Ivana Nôn biến tấu trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ quê hương Croatia tới Đức cổ vũ đội nhà tại Euro 2024. Người đẹp sinh năm 1992 có mặt tại Đức ngay từ ngày đầu Euro 2024 khởi tranh. Trên trang cá nhân, Ivana Nôn đăng nhiều hình ảnh tại Berlin, Đức. Người đẹp mặc áo crop top dài tay mang màu cờ sắc áo của quê hương Croatia chụp ảnh tại khách sạn. Trong một bài phỏng vấn trước Euro 2024, Ivana Nôn cho biết cô vừa chia tay bạn trai sau 10 năm gắn bó. Ivana Nôn chụp ảnh cùng người hâm mộ trên phố Berlin. Với phong cách sexy, người đẹp Croatia thường chọn trang phục khoe da thịt. Fan nữ hot nhất World Cup 2022 tới sân cổ vũ tuyển Croatia trận ra quân gặp Tây Ban Nha hôm 15 tháng 6. Trang phục mát mẻ cùng gương mặt trang điểm đậm, Ivana Nôn nổi bật trên khán đài. Tuy nhiên, người đẹp và các cổ động viên đồng hương không được hưởng niềm vui khi Croatia để thua 0-3. Tối nay, Croatia đá lượt trận thứ 2 gặp Albania. Trong một lần xuống phố khác, cô nàng tiếp tục kết hợp quần nỉ và crop top mang màu sắc và in cờ quê nhà Croatia. Một trong những bộ đồ bắt mắt Ivana Nôn mặc tại World Cup 2022 ở Qatar cuối năm 2022, nơi cô được bầu là fan nữ hot nhất. Tên tuổi chân dài Croatia phủ sóng khắp thế giới với Instagram thu hút hơn 3 triệu người theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.